Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi đây là một cây cốc thái mình mua về làm giống, nhưng mà cây nó ra trái luôn rồi đây, rất là đã luôn. Nhìn cái tự nhiên cái trào nước. Cái này mà nó to lên chút xíu nữa là ăn hơi bị ngon á cả nhà. Cái này mình thích ăn cái lúc mà nó còn non á. Chứ mà cái lúc mà nó già rồi ăn nó cũng không ngon lắm. Nhưng mà cái lúc còn non á là thôi, đang đói bụng mà quất vô là thôi rồi luôn. Rồi. Đây là những cây sam núi giống. Mình trồng, mình lấy giống đây. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 311 nha. 311 là một cụm rừng sơn liễu. Cụm này cốt rất là to, liền cốt, cốt to luôn nha. Cái này mình làm rừng là ok luôn. Cái này về mình tỉa lại. Cái này thì mình cũng đã tỉa rồi, mình tỉa sơ rồi, nhưng mà về mình lọc lại. Dù như cái này thì mình có thể mình vô dây, mình định hình lại cho nó thẳng luôn đó. Cứ thẳng như thế này, bắt đầu mình cứ tỉa tỉa tán rừng, mình tỉa theo cái chiều mũi mát như thế này đó. Cứ ở trên đây ngắn, ở dưới đây nó rộng rộng ra tí xíu là bắt đầu khi mà nó đồng loạt hết, nhìn nó rất là mê luôn nha. Cái này đã sống khỏe rồi. Cái này có hoành là 50, cây cao là 22, bầu ươm hiện tại là 30 nha. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu là 700k bao ship. 700k bao ship. Cây rất là to. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 312. 312 là một cây sơn liễu dáng trực, phong thiên nhiên luôn nha. Cây này thì nó sống được tới đây, còn phần từ đây ra đây là phần bị khô lũ rồi. Cây này là dạng cây một cốt, cốt lớn nha. Sơn liễu mà tầm cỡ này là hàng khủng rồi, là đồ khủng rồi nha. Đó. Còn cái nhỏ nhỏ thì nhiều, chứ mà tầm đây là đồ khủng rồi, nó giống như sam núi vậy. Sơn liễu mà mình làm tay cành ra rất là đẹp nha. Cây này thì đồ khủng, đồ sưu tầm rồi. Cây này có hoành 20. Cây cao đến đỉnh lũ này là 80. Cây cao đến phần sống đây là 56 nè. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn nha. 1.500k bao ship. Cây này mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời rồi. Này mình đánh form thiên nhiên là bao đẹp luôn. Đồ này là rất là hiếm nha. Đồ này thì mình đi đảo mới có, chứ còn ở đất liền thì không có đâu. Mấy cái đồ này thì lâu năm người ta không có đụng tới thì nó mới còn như thế này thôi. Form quá đẹp. Rồi, giờ xin qua cây này luôn. Rồi, giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 313. 313 cũng là một cây sơn liễu khủng nha. Cây này cốt hoành 21, cây cao là 50, form thiên nhiên luôn nha. Cái này mình đánh ở đây một tàng nè, đánh ở đây và ở đây mình phần đỉnh đó. Cái phần này thì nó bị khô một đoạn đây rồi đó, thì mình lấy đỉnh từ đây lại. Mấy cái đồ này thì đồ ở đảo nha, chứ còn đất liền thì nó không có đồ to như thế này đâu, tại ở đảo ít người tới cho nên là nó còn cái đồ to như thế này. Rồi, cây này mình xin giao lưu là 1.400k bao ship nha.
mấy đồ sưu tầm luôn, 1.400k bao ship. Mấy đồ này thì mình rất là mê. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 314. 314 là một cây sơn liễu. Cây này cũng là một cây khủng nha. Cốt rất là khủng luôn. Nhưng mà tiếc một cái là nó bị bỏ đầu rồi. Nó chỉ còn lại có bên này thôi, bên này sống thôi. Thằng này sống. Ở đây sống, ở đây sống. Và đoạn đây nó cũng bị khô lũ rồi. Đó cho nên là mình sẽ cái phần khô á, mình sẽ tạo lũ nó. Còn lại phần sống thì mình sẽ làm theo. Cây này rất là tiếc luôn. Cây này cốt nè. Cốt rất là to. Rồi, cây này có hoành là 37, hoành gốc đây 37, cây cao tới đỉnh này là 35. Cây này mình xin giao lưu dọn vườn là 500k bao ship nha. Rất là tiếc luôn. Cây này nó mà sống ở đây là thôi rồi luôn. Tuyệt vời. Cây này 500k bao ship mình dọn vườn luôn nha. Về mình làm cho nó xen xen vô giữa tươi và khô thì rất là đẹp. Nhìn cây này mà mình tiếc hoài luôn á. Cây này mà cỡ cốt này mà như sam núi thì thôi rồi luôn cả nhà. Tầm tiền trăm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 315. 315 là một cụm sơn liễu. Liền cốt luôn à. Cốt rất là to luôn. Cái này mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn. Cái này mình cứ đánh ngang 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 ra là ok luôn nha. Đế nở vuốt ngọn luôn. Mấy đồ này, mấy đồ ở đảo nha. Đế đẹp. Đế nè. Phôi này rất là khủng. Sơn liễu mà phôi cỡ này là phôi khủng nha cả nhà. Vừa rồi mình được duyên mình sưu tầm được một số rất là thích luôn. Rồi, hoành cây này là 38, cây cao 45, bầu ươm là 30. Cây này mình xin giao lưu là 1.200k bao ship luôn nha. 1.200k bao ship là một cây sơn liễu khủng. Sơn liễu tầm này là mình nói khủng được nha. Nó cũng giống như sam núi vậy. Nó rất là chậm lớn. 1.200k bao ship. Cái này về mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời. Bao đẹp luôn. Cốt đế nè. 1.200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 316. 316 là một cây sơn liễu nha. Cây sơn liễu này form thiên nhiên luôn. Cái này thì mình lấy đầu ở đây nè, hay hơn nè. Đây, đầu chính ở đây nó sẽ hay hơn. Cái thằng này là thằng phụ thôi. Thằng này mình có thể mình đánh ra đây. Mình kéo cho nó ra đây, mình lắp qua bên cái thằng này. Thằng này là thằng khô lũ nha. Thằng này bị khô lũ rồi. Và ở đây cũng một đoạn từ đây đến đây cũng bị khô lũ nha. Ở đây vẫn còn sống nè. Đó, cái này về mình uống lại thêm, form thiên nhiên là tuyệt vời luôn. Cây này liền cốt luôn nha. Hoành 35, cây cao đến đây là 45. Bầu ươm là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.000k bao ship luôn nha. Cái này mấy đồ sưu tầm luôn. Nói chung chỉ còn cái đợt này là còn mấy cây này thôi. Chứ còn mấy cái đồ này mà bây giờ ra ngoài đảo cũng căng lắm. Khó đi lắm. 1.000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 317. 317 là một cây sơn liễu nha. Cây này thì rất là tiếc. Nó không sống ở cái đầu chính mà nó ở cái phần phụ bên này là nó sống thôi. Đó. Nhưng mà nó đẹp cái là ở đây nó có nu. Đó. Thì mình tận dụng thôi. Em một bên và anh một bên thôi. Đó, bên này là mình làm cây sống nè, bên này mình làm lũ. Cái này có hoành là 25.
hoành 25, cây cao là 22, 22 tới đỉnh đây nha. Cây này thì mình giao lưu nhanh thôi, 200k bao ship. 200k bao ship. Sơn liễu nha cả nhà. Cây mini thôi, 200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 318. 318 là một cây sơn liễu nha. Cây này thì cốt rất là chuẩn luôn. Mình ở đây một cái nè. Ở đây làm đỉnh nè, ở đây làm form bên này. Đế nở luôn nha. Cây này lùng lực thôi. Được cái co này đẹp quá. Cây này nó được cái co đây. Co này quá đẹp. Co này mình nghĩ là hình như trước đây là nó bị kẹp một cái cây gì đó. Một cái cây gì đó nó bị kẹt vô đây rồi bắt đầu nó tạo ra một cái co đây. Đó, bây giờ nhìn rất là hay. Cây này cốt lùng lực luôn nha. Wow, cái này mà sam núi ha. Cái này mà sam núi thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà sơn liễu mà cỡ này thì cũng ok luôn nha. Cây này thì quá đẹp. Cây này thì lùng lực đến nở luôn. Rồi cây này có hoành là 31, cây cao là 20. Cây cao 20 thôi. Cây này mình giao lưu là 1000k bao ship nha. Cây này rất là tương lai. Nói chung mấy cái đồ này là mình cũng muốn giữ lại để mà sưu tầm. Nếu mà ai được duyên thì rước, còn không thì mình cũng vui vẻ nha. Rất đẹp. Đế nè, đế ok luôn. Đế nè, cây rất là già luôn nha. Rồi, 1000k bao ship luôn nha. Bây giờ xin qua cây này luôn. Bây giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 319. 319 là một cây sơn liễu, lũa thép âm thân luôn nha. Cây lũa âm thân rất là đẹp. Cây này đồ ở đảo nha. Cây này liền cốt, tổng hoành là 24, cây cao là 31. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. Cây này nhỏ mà có vỏ luôn nha. Đây, lũ nè. Đẹp. Lũ mà nó lượn luôn nha. Đây. Thân lượn luôn. Bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 320, gồm có hai cây nha, một cây sơn liễu mini và một cây găng mini. Cây sơn liễu này mới là nhân vật chính đây. Cây rất đẹp, nhỏ có vỏ luôn nha, nhân văn luôn. Cây rất là già. Mấy cây này là mình làm chỉ cần ở đây nè, đỉnh nè. Ở đây mình làm rơi rơi đây chút xíu nữa là ok luôn. Đó, hoặc là mình kéo xuống mình làm quái ở đây luôn. Đó, mình làm ở đây. Ở trên này mình xuống dưới đây là ok luôn nha. Cây rất là đẹp. Nhìn rất là phong trần. Cây rất là già luôn nha. Cây này cây ở ngoài đảo cho nên nó rất là già. Rồi cây này có hoành là 12, cây cao là 20 thôi. Cây mini thôi nha. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship luôn. Nhân vật chính là cây sơn liễu nha. Còn cây này là cây tặng kèm thôi. 200k bao ship. Rồi hai cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm thì nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn. Thì đây là một cây sơn liễu. Cây sơn liễu khủng lùng lực luôn nha. Mình mới phế lại lùng lực rồi. Đây. Cây này lùng lực, cây này rất là tương lai. Cây này hoành chắc phải tầm 40. Cây này mình đang ủ nha. Cây này thì kể cả vừa rồi là cái này nó còn sống nè. Hình như là nó đợt này chắc là mình cắt đi nó bị ấy rồi. Nhưng mà không sao. Thằng này nó mất đi thì mình phế xác đây luôn. Mình phế xác luôn. À, ở ngay chỗ này nó vẫn còn cành sống này. Thì mình sẽ làm một cái phụ thôi. Còn không thì mình làm lũ cho cái đế cho nó trải ra đây luôn. Thì trở thành một cái cây
siêu vip luôn nha, lùng lực luôn, mình rất là thích cây này. Rồi mình chỉ còn lại mấy cây sân liễu, mấy cái này là ở ngoài đảo thôi, còn có chục cây thôi, nên là nếu mà nhà mình được duyên thì rước ủng hộ, còn không thì cũng vui vẻ luôn nha. Cây này nhìn đế đẹp quá. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình luôn nha, hẹn gặp lại nhà mình ở video gần nhất luôn.